Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình xin gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, từ nay tới Tết âm lịch năm 2024, được bề trên trợ mệnh, thần tài dẫn bước sẽ đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, giúp cho quý cô bác thay đổi cuộc đời từ đây. Vậy vận trình cụ thể ra sao? Xin mời quý cô bác, anh chị cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Chấn động, thầy tử vi tiên tri cực chuẩn, tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, từ nay tới Tết 2024, số đỏ hơn son, tiền đến ầm ầm. Thưa quý cô bác Kỷ Dậu thân mến, có đôi lời tâm sự như thế này mà Minh Đường Tử Vi muốn 1969 Kỷ Dậu cần phải nhớ. Hãy thôi ngẫm ngợi về quá khứ, đừng ngần ngại về tương lai, bước đi ở hiện tại, nắm lấy từng khoảnh khắc, từng thời điểm, từng khả năng của mình có thể ngày hôm nay. Sau đấy cái gì Kỷ Dậu đã mất, tự khắc nó sẽ vòng về, vì đất trời bao la. Tâm ta rộng nhất, tâm bao dung có thể chứa cả thiên hạ, cũng có thể chứa mọi tổn thương ngang dọc, mọi thất vọng thiệt hơn mà mình đã chất chứa năm vừa rồi. Đúng từ nay tới Tết 2024 này, bản mệnh Kỷ Dậu sẽ nhận lại tất cả những gì mà họ đáng được nhận, những vinh hoa phú quý giàu sang, bị tiểu nhân thị phi cản đường bấy lâu nay, thì cũng đến lúc tự thành về thân. Cô bác Kỷ Dậu muốn biết cụ thể thế nào, hãy để Minh Đường Tử Vi tiết lộ bí mật ngay dưới video sau. Thưa quý cô bác tuổi Kỷ Dậu thân mến, vấn đề của Kỷ Dậu là nhiều sự khó của cô bác phụ thuộc vào người khác chứ không phụ thuộc vào bản thân, nên dù cô bác có cố và dù cô bác có muốn thì cũng đành để cho vạn sự tùy duyên, tùy vào thiên ý. Thời gian trước đó, thời không thông, thế không thuận, nên hoàn cảnh thường trêu ngươi thay vì hỗ trợ. Tuy nhiên, thời gian tới sẽ thuận hòa dần lên, người sẽ giúp và thời sẽ thông. Trong giai đoạn này sẽ dễ thở dần đi, những dồn dập bủa vây, những tiểu nhân hãm hại sẽ dần giảm ảnh hưởng, bắt đầu có cơ hội gặp quý nhân, một chút hanh thông cùng một chút thuận hòa. Chính vì thế thì tiền bạc kéo đến cô bác cũng đỡ vất vả. Quý cô bác Kỷ Dậu có biết không, có một câu chuyện như thế này, rằng trong một ngôi làng có một đợt hạn hán. Dân làng quyết định lập đàn tế lễ để cầu mưa, hôm sau tất cả mọi người đều tập trung để làm lễ, duy nhất chỉ có một cậu bé mang theo ô và ủng đi mưa, đấy được gọi là niềm tin tuyệt đối. Minh Đường Tử Vi từng rất thích cái sự tự tin tuyệt đối của bản mệnh, tin vào bản thân, tin vào bản tâm, tin vào bản tính, tin rằng chỉ cần ta muốn ta sẽ làm được, chỉ cần ta thích ắt vũ trụ sẽ vần xoay mà chung sức giúp ta một tay. Minh Đường Tử Vi từng rất thích cái sự ngông cuồng, cái sự thẳng thắn, cái sự luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh của con giáp này. Mọi thứ có thể hơi lu mờ vì đời vùi dập chút ít, nhưng Minh Đường Tử Vi biết sâu ở bên trong một Kỷ Dậu luôn có sự tự tin vào cái bất phàm của chính mình, nên trong giai đoạn này thì hãy chăm chỉ hết sức, hãy nỗ lực hết mình, hãy tìm lại niềm tin rồi kiên tâm mà tiến bước. Đây là một đoạn quan trọng, một đoạn nhân hóa của cuộc đời, cô bác thành tầm thường hay được như bản thân cô bác mong muốn. Nên xin cô bác hãy cố hết mình để có một đời bất hối, cháy nhiệt tình, để có một sự thành tựu thăng hoa. Và hãy nhớ rằng, trong cuộc đời của cô bác, chưa bao giờ cô bác cố hết mình vì một điều gì cả, thì nay tại sao không thử dùng cái bất phàm ẩn chứa trời ban. Sau đấy cố hết mình, xây dựng một điều gì đó, khiến bản thân mình lẫn người đời phải trầm trồ si mê. Bản mệnh phải trải qua một tháng khá là khó khăn, nhưng xét trên phương diện tích cực, khó khăn sẽ giúp cho cô bác phát hiện ra điểm mạnh của bản thân. Thành tích gặt hái được sau khi vượt lên thử thách cũng sẽ khiến cho cô bác thấy tự hào hơn rất nhiều. Dưới tác động của cục diện tương phá, sự nghiệp của bản mệnh gặp phải khá nhiều khúc mắc do thường xuyên bị đồng nghiệp cạnh tranh, thậm chí bị kẻ xấu phá hoại, nội bộ lục đục cũng khiến cho công việc tiến triển không được suôn sẻ, đúng như mong muốn của cô bác.
Đây chính là lúc cô bác cần dùng kinh nghiệm của mình để bình tĩnh từ từ giải quyết từng việc hạn chế gây mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Xem lá số tử vi từ nay tới Tết 2024, năm Kỷ Dậu, trên nhiều phương diện dưới đây, giúp mệnh chủ có cái nhìn tổng quát và đa chiều, từ đó biết điều gì nên làm, điều gì nên kiêng dè, cẩn trọng hơn trong năm tới. Phương diện công việc của mệnh chủ tuổi Dậu, cuối năm 2023 không có nhiều biến động, nhìn chung mọi việc làm ăn đều có quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, thuận lợi, công danh từ đó cũng dễ dàng thành toại. Tuy nhiên, năm nay có thể không những thích hợp cho việc mưu tính những dự định lớn, không nên thay đổi nhiều điều mới mẻ trong công việc, năm nay đề phòng mang lại điểm kém lành. Từ nay tới Tết 2024, mệnh chủ nên có kế hoạch sử dụng và tiết kiệm tiền một cách thông minh, tránh tiêu tốn nhiều, nhưng chi vào những việc vô bổ, nên biết dành dụng cho ngày sau, nhỡ có sa cơ lỡ vận. Đối với nam mạng tuổi Kỷ Dậu, tiền bạc năm nay ra vào tương đối nhiều, tiền kiếm được từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, 3 tháng cuối năm 2023, nam Kỷ Dậu không nên mạo hiểm đầu tư tiền bạc vào những dự án làm ăn, chưa nắm chắc phần thắng. Gia đạo của mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 trong năm 2023 cần nhiều chú trọng, năm nay gia chủ nên dành nhiều thời gian vun vén cho gia đình, chăm lo cũng như quan tâm chăm sóc cho những người thân kề cận, gia đình chính là chốn để quay về, là điều quan trọng nhất giữa bộn bề thế sự. Năm nay, mệnh chủ nên dần buông bỏ bớt công việc, mệnh chủ ở xa nên trở về sum họp với gia đình nhiều hơn để củng cố tình cảm và gắn bó giữa các thành viên trong nhà. Gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969, từ nay tới Tết 2024, có sức khỏe tương đối khá, năm nay nên cẩn thận nhiều trên đường đi lại, tốt nhất chỉ nên ra ngoài khi thật sự cần thiết, tích cực luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để cơ thể khỏe mạnh dẻo dai, tránh thụ động, chán nản, dẫn đến nhiều hệ lụy về sức khỏe. Năm nay, mệnh chủ sẽ phạm hạn thái tuế, là xung thái tuế, chủ tử nên hạn chế đến những nơi đông người, nói có chuyện buồn để đề phòng mắc phải những điểm xấu. Mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu 1969, năm nay không phạm đại kỵ tam tai. Năm 2023 này, mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu không phạm hạn kim lâu. Gia chủ trong năm 2023 cũng không phạm vào hạn hoang ốc, năm nay mệnh chủ có thể xem xét, chọn ngày, chọn tháng, khởi phát xây nhà, dự là sẽ mang lại nhiều điều tốt lành trong năm cho cả bản mệnh, chủ tử và cả gia đạo. Còn riêng với nữ mạng, mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 nữ mạng, từ nay tới Tết 2024, về đường công danh sự nghiệp có nhiều biến động, xét thấy năm nay, gia chủ sẽ gặp đôi chút khó khăn trên đường làm ăn, gặp tiểu nhân cản trở, tốt nhất trong năm nay, không nên bỏ vốn hùn hạp đầu tư, bởi xét thấy khó thu hồi vốn liếng. Trước năm hạn đó, mệnh chủ hãy luôn giữ vững niềm tin, lập trường, luôn tỉnh táo và sáng suốt trong công việc làm ăn. Tập trung vào việc làm của bản mệnh là tốt nhất, gặp phải trở ngại gì, cũng bình tĩnh suy xét, tìm cách giải quyết, ắt hẳn mọi sự sẽ hanh thông suôn sẻ. Cuối năm 2023, tiền bạc tài chính đảm bảo ở mức trung bình, vẫn đủ đồng ra đồng vào, đặc biệt trong năm nay, để tránh sóng gió thị phi của sao kế đô. Nữ mệnh Kỷ Dậu không nên cho vay mượn tiền bạc, phòng mất tiền mất của, nếu có thể hãy xem xét gửi tiết kiệm, để sinh lời hàng năm, tích vốn cho sau này khi về già. Gia đạo trong ngoài của mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu 1969, cuối năm 2023, hài hòa an vui, tuy nhiên, cũng không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, hãy xem đó chính là cơ hội để mọi người thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Năm nay, để giữ hòa khí gia đình, mệnh chủ nên biết kiểm soát cảm xúc của bản thân, kiềm chế sự nóng giận bản năng, tránh lấy gia đình làm nơi trút giận mà đánh mất tình cảm giữa các thành viên. Từ nay tới Tết 2024, sức khỏe gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 tương đối tốt, cả năm xét thấy không có gì bất ổn. Năm nay nữ mệnh nên cố gắng giữ cho tâm thái nhẹ nhàng, an nhiên, tránh lo lắng, suy nghĩ, dẫn đến căng thẳng quá độ, ảnh hưởng đến sức khỏe. Kỷ Dậu 1969, nữ mạng đến tuổi này hãy cố gắng duy trì luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, lưu tâm vào chế độ ăn uống. Để đảm bảo cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể, nên vận động điều độ cho máu huyết lưu thông, xương khớp linh hoạt, dẻo dai sẽ là tốt nhất. Mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 năm nay, phạm hạn thái tuế, là xung thái tuế, năm nay bản mệnh nên hạn chế đến những nơi có chuyện buồn, nơi hẻo lánh hoang vu, đề phòng gặp sự cố ngoài ý muốn. Tử vi nữ mạng năm 2023, mệnh chủ 1969 năm nay không phạm vào đại kỵ tam tai. Trong năm 2023, mệnh chủ cũng không phạm hạn kim lâu.
nữ mệnh Kỷ Dậu 1969 trong năm 2023 cũng không phạm vào hoang ốc. Năm 2023, xét thấy mệnh chủ sẽ mang lại nhiều điều tốt cho cả bản thân và gia đạo nếu làm nhà dựng cửa. Do vậy nếu đang nung nấu ý định đó, hãy thực hiện trong năm nay. Thưa quý cô bác tuổi Kỷ Dậu 1969 kính mến, sống tới từng này tuổi rồi, nhưng quý cô bác đã thật sự hiểu về tính cách hay bản tính thật sự sâu bên trong con người mình chưa? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu về đặc trưng tính cách của mình nhé! Tính cách người tuổi Kỷ Dậu sống rất nguyên tắc và kỷ luật, họ rất nghiêm khắc với bản thân, làm việc gì cũng đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Người Kỷ Dậu thuộc tuýp người của gia đình và công việc, bởi vậy họ là những người sống rất sâu sắc, tinh tế, có cái nhìn khách quan với cuộc sống. Tuổi Kỷ Dậu cũng rất rộng lượng, tốt bụng và không bao giờ thù hằn bất kỳ ai. Người tuổi Dậu có sở trường nhìn thấu được suy nghĩ của người khác, phản ứng nhanh nhạy, cho dù gặp bất cứ chuyện gì, đột xuất nào, họ đều nghĩ ra đối sách phù hợp. Họ rất giỏi trong việc đối nhân xử thế, luôn hòa nhã, thân thiện với bạn bè. Vì vậy, họ vừa có thể trở thành một người dễ gần, dịu dàng, nhưng cũng có thể trở thành một người làm việc không chính đáng và khá xảo trá. Những tính cách đặc biệt đó có thể giúp họ rất nhiều trong việc phát triển sự nghiệp riêng của mình. Họ cũng thường có tính cách hai mặt, luôn xử lý tốt tất cả các mối quan hệ bên ngoài, nhưng trong vấn đề quản lý nội bộ thì lại cho phép có sự tùy tiện hỗn loạn. Người tuổi Dậu thường tự huyễn hoặc phóng đại những thành tích mà mình đạt được lên gấp nhiều lần. Họ cũng luôn chú ý giữ gìn hình ảnh của mình, thích trang điểm, ăn diện. Họ cho rằng diện mạo của mỗi người là yếu tố quan trọng nhất giúp họ giành được thành công trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp. Họ có đầu óc nhanh nhạy, linh hoạt, nhưng sự nóng vội hấp tấp lại khiến họ không thể làm tốt được một việc lớn nào. Người tuổi Dậu rất yêu cái đẹp, đặc biệt là phụ nữ. Họ thích được ăn mặc, trang điểm đẹp và cũng có khả năng phối hợp màu sắc tốt hơn người khác. Đặc điểm này cho thấy họ vô cùng cẩn trọng trong khi lựa chọn sự nghiệp để phát triển. Tam hợp, nhị hợp, tuổi Kỷ Dậu 1969 là những tuổi nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu nhé! Bộ ba tam hợp, tuổi Tỵ, Dậu, Sửu hay còn gọi là tam hợp kim, bộ ba này thuộc nhóm tri thức. Nó đến với nhau không hẳn chỉ do sự sắp đặt, mà còn vì độ am hiểu, gắn bó mật thiết. Không phải khi bộ ba nào được chia ra đều tốt, bên cạnh đó còn một số hạn chế. Về ưu điểm, tam hợp của tuổi Dậu thuộc nhóm tri thức nên có tầm nhìn xa, thông minh và trí tuệ, không có việc gì có thể làm khó gây cản trở họ. Những người này luôn biết nên làm gì cho đúng và tính chính xác cực kỳ cao. Họ không chùn bước, họ dám đối mặt với khó khăn trở ngại, biến những khó khăn ấy thành những điều dễ dàng và trở nên phi thường. Sống luôn có mục đích, kiên quyết mạnh mẽ đến cùng với những lựa chọn của mình. Nhị hợp tuổi Dậu là tuổi Thìn, chính vì thế khi hai con giáp này đi cùng nhau thì sẽ mang lại cho cả hai nhiều mối quan hệ mới. Còn nếu là vợ chồng thì họ sẽ rất ăn ý với nhau, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Trong 3 tháng cuối năm 2023, tuổi Kỷ Dậu 1969 gồm có 1 tháng bình ổn, 2 tháng may mắn phát tài nhất là tháng cuối cùng của năm 2023. Tử vi tháng 10 âm 2023. Tử vi sự nghiệp, tuổi Kỷ Dậu tháng 10 năm 2023. Theo dõi tử vi tháng 10 2023 của 12 con giáp âm lịch, xét về phương diện sự nghiệp, tháng Quý Hợi này sẽ là khoảng thời gian nhẹ nhàng và phát triển ổn định với người tuổi Dậu. Công việc vốn thế nào cứ làm thế ấy, thì dưới sự che chở của các tinh thiên ấn mọi sự sẽ thuận buồm xuôi gió. Tháng này có thể sẽ là khoảng thời gian đầy tiềm năng và cơ hội đối với những người sinh năm Dậu. Khi bạn bước vào giai đoạn hoàn thành các kế hoạch và mục tiêu mà mình đã đặt ra từ đầu năm để vừa tạo ra một cái kết đẹp cho năm Quý Mão và cũng là để tạo tiền đề cho năm mới đang tới. Tuy nhiên, một số người có thể sẽ chọn giải pháp an toàn, không muốn tranh đấu quá nhiều trong khoảng thời gian này, chỉ muốn an phận, làm xong việc của mình. Điều này cũng không có gì sai, tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người, nhưng quá thụ động cũng sẽ gây bất lợi cho sự phát triển sự nghiệp của bạn, nên có sự cân nhắc cẩn thận. Tử vi tài lộc, tuổi Kỷ Dậu tháng 10 năm 2023. Trong tháng Quý Hợi, tài vận của Kỷ Dậu khá ổn định, công việc thuận lợi, ít có sóng gió, nên đảm bảo cho bạn nguồn thu nhập đều đặn trong cuộc sống thường ngày. Bản mệnh có khoản ra khoản vào, nếu biết quản lý tài chính hợp lý thì bạn gần như không phải lo lắng gì về tiền bạc ở thời điểm hiện tại. Lưu ý, tháng này Kỷ Dậu có các tinh thiên ấn hỗ trợ, những các tinh này không phải là tài tinh nên cũng chớ vội vàng tính chuyện làm ăn lớn hay đầu tư một cách ồ ạt. Tháng này, những người làm văn phòng sẽ có chiều hướng khả quan hơn trong tài vận với người làm kinh doanh. Nếu có thể duy trì thái độ thận trọng,
đồng thời kiểm soát rủi ro, bạn sẽ có được thu nhập kinh tế ổn định. Ngoài ra, việc lên kế hoạch tài chính hợp lý và tránh tiêu dùng mù quáng cũng là cách quan trọng để duy trì vận may tài chính tốt trong giai đoạn này. Tử vi tình duyên, tuổi Kỷ Dậu tháng 10 năm 2023. Theo tử vi tháng 10 2023 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu, chuyện tình cảm có thăng cũng có cả trầm, nhiều thay đổi. Theo cả chiều hướng tích cực và tiêu cực, dù thế nào đi nữa, con giáp này nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận mọi điều có thể xảy ra. Mối quan hệ đôi lứa có thể gặp một số khúc mắc và dẫn tới rạn nứt, nhưng nếu hai bạn có thể duy trì sự giao tiếp và thấu hiểu lẫn nhau thì mọi thứ rồi sẽ qua nhanh và lại xây dựng một mối quan hệ tình cảm bền chặt hơn. Đồng thời, bạn cũng phải học cách suy nghĩ độc lập và làm chủ hạnh phúc của mình, không nên dựa dẫm quá nhiều vào người khác. Tử vi sức khỏe, tuổi Kỷ Dậu tháng 10 năm 2023. Về mặt sức khỏe, tháng Quý Hợi này, nguyệt lệnh lâm đất bệnh, cảnh báo người tuổi Kỷ Dậu nên chú ý giữ gìn và rèn luyện thường xuyên để nâng cao thể chất, hạn chế bị bệnh tật ghé thăm. Những người vốn có sức đề kháng kém sẽ dễ gặp tình trạng bệnh vặt nếu không chăm sóc bản thân cho tốt. Rất có thể bệnh sẽ dai dẳng ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và có thể để lại mầm mống nguy hại cho cơ thể. Sau khi bước sang tháng 10 âm lịch, thời tiết dần trở lạnh, người tuổi Kỷ Dậu cần làm tốt công tác giữ ấm. Những bạn sinh vào mùa hè dễ mắc các bệnh thương hàn như cảm lạnh, sốt. Tuy là những vấn đề nhỏ, nhưng việc các bệnh này xuất hiện thường xuyên vẫn sẽ mang đến rất nhiều bất tiện cho bạn và thậm chí gây ra tác động tiêu cực tới cuộc sống của bạn. Tử vi tháng 11 năm 2023. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, tiểu nhân rình rập, nguy cơ ẩn tàng. Tháng 11 này là khoảng thời gian có hung có cát đối với người tuổi Kỷ Dậu, phương diện sự nghiệp và tài lộc có dấu hiệu xuống dốc, bản mệnh cần hết sức thận trọng trong mọi việc. Ngược lại, phương diện tình duyên lại khởi sắc rõ rệt, nhiều người tìm được hạnh phúc cho mình. Cục diện tương phá khiến con giáp này liên tiếp gặp phải trục trặc trong công việc. Thời điểm này, bạn nên cố gắng làm mọi việc một mình, chớ nên nghĩ đến việc dựa dẫm vào người khác, kẻ tiểu nhân rình rập. Nếu bạn ngây thơ tin người thì rất dễ bị hãm hại. Bên cạnh đó, bạn cần nhắc nhở mình chớ nên lo chuyện bao đồng, kẻo cuối cùng lại mâu thuẫn với người khác. Phương diện tài lộc cũng phải đối diện với nhiều nguy cơ khác nhau, nếu không cẩn thận, thậm chí bạn phải đối diện với nguy cơ phá sản. Tháng này, không có đồng tiền nào từ trên trời rơi xuống, nếu muốn có của ăn của để, bạn phải thực sự cố gắng dựa vào công sức của chính mình, tránh trông chờ vào vận may hoặc dựa dẫm kiếm lợi từ người khác. Mộc dục đem tới nhiều tín hiệu tích cực cho phương diện tình duyên của bản mệnh, bạn biết chú ý hơn đến ngoại hình của mình, nên dễ dàng nhận được sự chú ý của người khác phái. Tháng này, nếu muốn tìm kiếm một người ở bên thì không phải là chuyện khó khăn. Tử vi tháng 11 2023 âm lịch. Thấy rằng, những người có đôi có cặp cũng được tận hưởng hạnh phúc, hai bạn có nhiều cơ hội để hâm nóng tình cảm với nhau. Tử vi tài lộc. Tuổi Kỷ Dậu tháng 11 năm 2023, vận trình tài lộc của người tuổi Kỷ Dậu đang đứng trước nhiều nguy cơ. Trong tháng 11 này, do cục diện tương phá đem lại, có lẽ ở thời điểm hiện tại, bạn không nên mong mình kiếm được bộn tiền. Ngược lại, chỉ cần đặt ra những quyết định sáng suốt, không gây hao tốn tiền của là đã may mắn lắm rồi. Con giáp này cần hết sức cẩn thận với những lời mời gọi đầu tư, hợp tác, đặc biệt là với những người bạn không hiểu rõ. Thậm chí, nếu có ý định hợp tác với bạn bè, người thân, thì bản mệnh cũng cần cân nhắc thật kỹ. Đừng để mình rơi vào hoàn cảnh vừa mất tiền vừa mất mối quan hệ. Đối thủ cũng thường tìm cách cạnh tranh không lành mạnh, gây phiền phức cho công việc kiếm tiền của bạn. Bạn cần giữ vững nguyên tắc làm việc của mình, giữ chữ tín với khách hàng. Đôi lúc có thể chịu thiệt một chút, nhưng không ảnh hưởng tới danh dự của mình thì nên chấp nhận. Tử vi tình duyên. Tuổi Kỷ Dậu tháng 11 âm 2023 có thể thấy rằng tình duyên chính là điểm sáng nổi bật nhất trong vận trình của người tuổi Kỷ Dậu. Tháng 11 2023 này, cát tinh mộc dục và thái âm đem lại nhiều mối nhân duyên tốt lành giúp bạn được đắm chìm trong hạnh phúc. Người còn độc thân đã có cái nhìn tích cực hơn về chuyện tình cảm, bạn sẵn sàng mở lòng mình để kết nối với mọi người xung quanh. Nếu được bạn bè người thân giới thiệu cho người quen, bạn cũng chẳng còn giữ thái độ tiêu cực phản đối như trước nữa. Hơn nữa, bản mệnh cũng đã biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình, vì thế mà bạn trở nên khác biệt hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Thậm chí một vài người còn gây được ấn tượng sâu sắc với người khác ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Tử vi sức khỏe. Tuổi Kỷ Dậu tháng 11 âm 2023, đáng mừng là tình trạng sức khỏe của người tuổi Kỷ Dậu khá ổn định trong tháng này.
bạn biết quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, nên không còn cố gắng quá sức, cuộc sống cũng có nếp sinh hoạt điều độ, khoa học. Tháng này, có thể bạn sẽ tham gia vào khá nhiều buổi tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè, nhắc nhở mình ăn uống khoa học, chớ ăn nhiều đồ cay nóng hoặc dầu mỡ, sẽ có hại cho cơ thể. Trong các hoạt động thể dục thể thao, con giáp này cũng còn biết lượng sức mình, không nên cố gắng quá sức, kẻo tác dụng ngược. Tử vi tháng 12 âm lịch 2023. Tử vi tháng 12 2023 âm lịch, nhiệt tình với công việc, gặt hái nhiều điều tốt đẹp, người tuổi Kỷ Dậu đón tháng mới với tâm trạng hân hoan và thoải mái, khi hầu hết các phương diện của bạn đều có khởi sắc. Có thể nói tháng chạp năm nay là thời điểm những chú gà gặt hái toàn điều tốt đẹp, bù đắp cho những khó khăn từ đầu năm, được tam hợp thái tuế hỗ trợ. Con giáp này sẽ trở nên rất hoạt bát, năng nổ trong các hoạt động tập thể. Sự nhiệt tình chính là yếu tố nổi bật nhất trong công việc của bản mệnh trong tháng này. Bên cạnh việc đưa ra những ý tưởng đóng góp có tính khả thi cao, tự bản thân bạn cũng trở nên có sức hấp dẫn kỳ lạ và thậm chí trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhiều người khác. Vì vậy, có thể tạo dựng được những mối quan hệ xã hội tốt đẹp, điều này rất hữu ích cho sự nghiệp cá nhân. Dù có tiểu nhân ganh ghét, cũng không có gì phải lo lắng, vì bạn hoàn toàn có đủ sức và sự khôn ngoan để vượt qua mọi sóng gió. Tài vận trong tháng 12 năm 2023 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu ở mức khá, lương và thưởng đều có dấu hiệu tăng, nhờ các khoản đãi ngộ cuối năm, việc làm ăn kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi. Nhưng nếu muốn đầu tư kinh doanh hay mở rộng vào lúc này thì cần phải chú ý đề phòng và kiểm soát tài chính, nếu không dễ bị thất thoát. Phương diện tình cảm cũng có nhiều tiến triển tốt đẹp hơn những tháng trước, với những ai chưa có bạn đồng hành thì sẽ sớm có, những ai đã có người yêu thì có thể tính đến hôn nhân, còn ai đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng đầm ấm thắm thiết hơn, thuận vợ thuận chồng, làm việc gì cũng có lợi. Hung tinh án ngữ trong vận trình sức khỏe của tuổi này dự báo về những bất lợi thương tật mà bạn có thể gặp phải trong tháng cuối năm nay. Bản mệnh nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác để đề phòng tai nạn giao thông. Muốn người khác nhất nhất nghe theo, đừng bỏ lỡ bài viết này. Câu chuyện về vị tôn giả cảm hóa đạo tặc. Thời Đức Phật có tên cướp nổi tiếng, tên Angulimala, gặp ai giết nấy, vô cùng tàn sát, khiến cho dân làng rất lo sợ. Một hôm khi đang trên đường quay về nhà, ngài tình cờ gặp tên cướp Angulimala. Thấy Đức Phật đang đi một mình, tên cướp mừng lắm vì việc giết ngài rất thuận lợi. Hắn lấy kiếm và tấm khiên, đeo cung và tên vào, đi theo sau lưng Đức Phật. Thế nhưng, Đức Phật dùng thần thông khiến cho tên cướp đi nhanh tới đâu cũng không thể bắt kịp, dù nhìn qua có thể thấy ngài đang đi với nhịp độ bình thường. Tên cướp nghĩ thầm, ta từng đuổi kịp con voi, con ngựa, con nai và cả chiếc xe đang chạy, vậy mà giờ không thể đuổi theo kịp Sa Môn Cổ Đàm đang đi bình thường. Tên cướp quát, hãy dừng lại Sa Môn, hãy dừng lại Sa Môn. Đức Phật khoan thai đáp, ta đã dừng rồi, này Angulimala, và ngươi hãy dừng lại. Tên cướp nghĩ Sa Môn Cổ Đàm không bao giờ nói dối, vậy lời nói này có ý nghĩa gì? Hắn hỏi, ông đi mà lại nói ta đã dừng rồi, còn tôi dừng, thì ông nói sao tôi không dừng, nghĩa là sao? Đức Phật giải thích với mọi chúng sinh, ta bỏ trượng kiếm, còn ngươi không tự kiềm chế, gieo rắc giết chóc và hận thù, nên ta đã dừng, mà ngươi chưa dừng. Nghe những lời này, hắn đứng lặng im, trầm tư suy nghĩ, dường như những lời nói nhẹ nhàng này đã đánh động tâm thức tên cướp bạo tàn, nên tên cướp hạ giọng và tư tốn thưa. Thưa ngài, tội lỗi của tôi thật tày trời, tôi có thể quay đầu bằng cách nào? Thấy Angulimala đã chuyển tâm ý, day dứt với những việc làm của mình, Đức Phật cho biết, ngài nhận hắn vào tăng đoàn để có thể làm mới cuộc đời, từ bỏ các việc tội ác, gột rửa tâm ý trong sạch, dốc lòng thực hành điều lành. Tên cướp đồng ý đi theo ngài, từ đó tên sát nhân khét tiếng thành Savati đã trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật, tôn giả Angulimala, tinh tấn thực hành pháp với sự hướng dẫn của Đức Phật và chúng tăng, và chẳng bao lâu chứng đạt trạng thái giải thoát hoàn toàn. Bài học, khi Phật tín vừa xuất hiện, sẽ làm chấn động mười phương thế giới, so với vàng còn sáng hơn, vì thế, chẳng cần phải những lời trách móc, lên án, những thái độ khinh bỉ, hay loại trừ, chỉ tạo nên nguy cơ, làm cho những con người tội lỗi lún sâu vào con đường lầm lạc, mà muốn cảm hóa ai đó, ta phải dùng lòng từ bi, có thể thấy, chính thái độ tôn trọng và tấm lòng yêu thương, sẽ tạo nên sức cảm hóa kỳ diệu, đó là nghệ thuật cảm hóa lòng người rất khôn khéo mà thiền sư đã sử dụng để làm nên phép lạ nơi con người tội lỗi.
Vâng, cảm ơn quý cô bác đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình về Minh Đường Tử Vi. Kính chúc cô bác cùng toàn gia trung năm Quý Mão, phúc khang an thái, phúc lai tai tống, phúc lộc tựa vân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận xuống bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.